Hello, xin chào cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã click vào video này của Liên nhé. Thì hôm nay Liên sẽ cập nhật đấu giá cho các bạn một vài dòng xe của hãng Yamaha vào tháng 5 này, tháng cuối tháng 4 này cho các bạn nhé. Thì đầu tiên Liên đứng đây là chiếc xe Yamaha Exciter 150 này. Các bạn thấy được là đây là một màu xám cam đen, là một màu zin của Exciter 150 nhé. Về thiết kế mình thấy được về phần đầu đèn xe thì được là đèn phe là đèn ba bóng này nha. Về phần đầu xe khá là gọn gàng hơn so với cái bản E155 nhé các bạn. Về thiết kế thì dòng xe này được thiết kế là trang bị là khóa chìa nhé. Thì Liên sẽ dẫn các bạn đi coi một vài dòng xe ở bên Liên á. Về màu zin á thì lát nữa thì Liên sẽ báo giá cụ thể cho các bạn coi nhé. Rồi tiếp nữa thì Liên giới thiệu cho các bạn đây. Bạn coi về màu đỏ cho các bạn nè. Đây là E150 màu đỏ nhám nhé. Rồi đây là phiên bản tiêu chuẩn của E150 nhé. Ngoài ra thì bên Liên có thêm được khá là nhiều màu nữa. Ví dụ cũng màu bản tiêu chuẩn, Liên có được luôn cả màu trắng cho các bạn này, hoặc là màu đen nhám luôn nhé. Thì và ngoài bản tiêu chuẩn ra thì bên Liên có nhập về luôn được là màu của phiên bản giới hạn cho các bạn coi. Thì như dẫn các bạn đi coi một vài màu của phiên bản giới hạn, Liên đã trưng sẵn ở đây cho các bạn nhé. Các bạn đi theo Liên ạ. Rồi đây, Liên đang đứng đây là một Exciter 150 phiên bản giới hạn này, màu bạc xanh đen cho các bạn này. Màu này cũng khá là đẹp và hot ở bên Liên luôn nha. Thì hiện tại đây thì Liên đang để ở dưới kho xe của Liên thì nó khá là chật chội á. Thì nếu mà các bạn muốn biết rõ hay xem rõ từng chiếc xe như thế nào thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho Liên. Số điện thoại của Liên là 0985794100. Số này Liên có dùng Zalo nha. Rồi các bạn thích được chiếc nào thì inbox cho Liên để Liên chụp rõ từng con xe cho các bạn coi nha. Ở đây là một chiếc xe Exciter 150 màu bạc xanh đen nè. Thì đây là một phiên bản giới hạn ở bên Liên. Bản giới hạn này thì bên Liên ngoài màu này ra, bên Liên có luôn được khá là nhiều màu bản giới hạn khác nữa. Ví dụ như là màu bạc đỏ, bạc mông đỏ đó các bạn. Hoặc là cái màu xanh mà xanh da trời, xanh nước biển đậm cho các bạn coi đó. Thì có rất là nhiều màu ha. Và giá thì dao động từ là 43.500.000 cho đến 44.000.000 là tùy màu. Nó từ phiên bản tiêu chuẩn đến phiên bản giới hạn cho các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì Liên cập nhật luôn cho các bạn là dòng Exciter 155 của nhãn Yamaha luôn nhé. Thì ở đây thì Liên có được luôn là chiếc E155 là màu trắng này, màu trắng đỏ đen đó, cập biệt ra ba màu trắng đỏ đen cho các bạn nhé. Đây thì màu này bên Liên có đầy đủ luôn cả phiên bản chìa khóa và phiên bản khóa thông minh cho các bạn nhé. Rồi ở đây nữa là phiên bản kỷ niệm 60 năm cho các bạn nè. Ở phiên bản này thì Liên cũng giới thiệu cho các bạn cũng khá là nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì giá của Exciter 155 á, thì nó dao động từ 43.000.000 cho đến 47.500.000 tùy màu tùy phiên bản. Riêng cái dòng Exciter 155 bên Liên về cực kỳ là nhiều phiên bản luôn nhé. Phiên bản tiêu chuẩn này, rồi cao cấp này, xanh GB này, chìa khóa, cực kỳ là nhiều phiên bản cho các bạn nhé. Để các bạn thoải mái lựa chọn cũng như là phù hợp với túi tiền của mình luôn nhé. Ở đây Liên có luôn là đây là con phiên bản giới hạn của màu vàng xám này, vàng xám đây. Thì cái màu này cũng như lần đầu tiên Liên giới thiệu cho các bạn luôn là cái màu vàng màu xám như thế này. Nhiều khi các bạn hay sợ nhầm lẫn á, là con phiên bản giới hạn màu vàng này với phiên bản tiêu chuẩn màu vàng nhé. Đôi khi bạn hay nhầm lẫn với hai cái màu đó. Thì cái phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ là vàng hết luôn, nó không có màu xám xám và bạc ở đây đâu. Còn riêng phiên bản giới hạn vàng xám thế này nó có thêm một chút màu vàng xám ở bên này cho các bạn nhé. Nó không có bị vàng hết cả trên chiếc xe luôn. Nếu các bạn thích được cái sự mà hơi chậm chậm một xíu, không quá nổi bật thì mình sẽ lấy chiếc này ha. Rồi ở đây lại Liên có chiếc Exciter 155 màu xanh quân đội nè. Cả vẹt sẽ ra là màu xanh đen. Cái màu xanh quân đội này thì bây giờ cũng khá là hot nha các bạn. Không chỉ riêng dòng Exciter 155 hay 150 là cái bản giới hạn màu này đâu, mà những cái dòng xe Hyper Underbond khác bên Liên cũng rất là hay lên cái màu xanh quân đội như thế này, vì được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích luôn. Nên là có những dòng xe nào mà không có màu này bên Liên vẫn độ lên màu này cho các bạn để các mình có nhiều sự lựa chọn đó nhé. Rồi ở đây thì Liên có luôn một chiếc Exciter 155 là màu đỏ bạc này. Màu này là màu mẫu tem mới 2022 nhé. Ở đây nữa thì Liên có được một chiếc là màu đen bạc luôn, là màu của mẫu tem mới 2022 cho các bạn luôn nhé. Rồi ngoài ra thì bên Liên còn rất là nhiều màu sơn nữa. Đây là Liên giới thiệu cho các bạn ở dưới kho thì những màu zin cho các bạn thôi. Còn ngoài ra bên Liên sơn rất là nhiều màu để phù hợp với các bạn. Nhiều khi bạn có sở thích màu sơn, màu đội đó thì cực là nhiều màu luôn. Thì các bạn thích được những cái màu nào, bên Liên ngoài ra bên Liên có sơn xem theo nhu cầu của mọi người luôn đó nha. Bên Liên độ sẵn đó, nhưng mà những màu nào các bạn thích ở bên ngoài các bạn nhìn thấy nó đẹp á, bên Liên chưa có, bên Liên sẽ sơn theo nhu cầu của mọi người luôn. Thì các bạn đến cửa hàng Liên thì nhớ là gọi điện cho Liên nhé. Theo số điện thoại của Liên là 0985794100. Thì số này Liên có dùng Zalo luôn. Liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm giá 500.000 vào giá xe cho mình nhé. Địa chỉ cửa hàng Liên là ở đường DT741 hay là đường Nguyễn Văn Thành, khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cửa hàng Liên nằm ngay trên quốc lộ 14 luôn nhé. Thì các bạn đến cửa hàng mà có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm giá xe, cùng với đó là tặng cho các bạn thật nhiều quà tặng nhé. Và thủ tục trả góp của bên Liên á, thì khi các bạn mua xe, tất cả các dòng xe bên Liên á, thì các bạn chỉ cần mang chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là mình có thể lên xe rồi. Ngoài ra nếu mà mình có thêm được bằng lái hoặc hộ khẩu hoặc là giấy tạm trú này hoặc là bảo hiểm y tế đó, thì mang theo giúp Liên nhé. Thì để bên Liên mình có nhiều cơ hội để nhiều ngân hàng để lên hồ sơ hơn, có lãi suất ưu đãi cho mình ha.
Rồi cảm ơn các bạn theo dõi video này của Liên ha. Bye bye.